thấy rồi. Để nặng cười kim lũng sọc vô cổ gì. Cái này về nặng biết mà cái khách biết anh chị rồi biết càng nhiều đó. Còn cũng nghe đây rồi. Nhiều rồi, phải xin nãy thấy cái cục đây, đây bên đây xuống nắp mấy cục luôn. Nhìn như đây tưởng một đồ đen. Đâu rồi, đâu rồi ta? Đâu rồi? Đây đây. Chị biết nắp nó sẽ có mà. Bây giờ vẫn ưng luôn. Nó đào mà không bán thì không chịu ngực được thì cái nói là bình thường, mình động giả sát đừng có chọc hắn cười. Nó vàng ươm luôn á, cái này mỡ gà gì á. Chị là hay đặt cái này là mụn mỡ. Cục này to này à, cũng to mấy. Chị lặng nhiều rồi nên chị biết. Chị mới banh nó ra. Cái này trong người nhiều. Chắc bà nhỏ này trong người nhiều. Để coi thử xin để chị khám cho. Không nhiều người sẽ bị trong người. Đau rồi đó. Có bên đi coi mới sướng anh này. Còn chị chị coi nữa chứ. Này mới đã này. Dạ không dạ. Mà hết luôn nha. À. Đừng có ngồi trên cái đầu là không có cái chân. Đam mê quá, qua ngõ này xem nè. Qua phía bên này anh này. Có sợ lông không nè. Đau rồi đó, đau rồi đó. Biết là bóp này hơi đau rồi. Nãy bên em chảy nước mắt mà. Đâu ra đó. Bụi vô mắt chảy nước mắt. Như đây còn cục nữa. Đây còn cục nữa nè. Đây là cục nữa. Sao nhiều đi chờ. Còn nắp bên kia nữa sao? Không, nắp bên kia ít. Nắp bên kia có cục thôi.
giờ tâm nó rắn lắm. Cam thường mới rõ chứ em. Nếu mà ba cô không biết thì đây đây hai cục luôn, hai cục nằm sát nhau, mũ cái bộ một cục này. Anh không lo người anh đi, người anh mụn đây. Mụn một, có chi chi. Mụn nó mụn khác, mụn này mà. Để tôi đi khám rồi. Tôi đi bút. Rồi, bye bye. Cục này lộ thiên luôn nè. Bên này có cũng có vài con. Cứng rồi, sợ lông á, ở trong đấy đồ nghề luôn. Chị lấy cho em đúng không? Hàng chi nghề luôn, miếng cứng ngắc luôn rồi nè đó. Cái đừng cười cười rung rung. Cắm cừ, cắm cừ. Điểm tựa, điểm tựa. Xíu xíu nữa. Thủ. Tại vì mày đi chơi trò khám phá thì cục này nhỏ, đào, béo rồi đó. Ờ, cục này lâu đời nè. Em ráng cục này nghe, cục này nó đau đó. Cục này là chỗ vùng này là hắn đúng đau luôn. Cục này là hắn như cục đá. Cái này là hắn hóa thạch là. Đây đây cục này. Ông nó không cười cả. Nó buồn mà khám phá. Cái chỗ này dúng dúng vậy ta. Mình nhớ không phải. À hết rồi đó. Chụp có đằng sau chân này có em mấy hộp kiểu chụp chưa hồi nhỏ gì lắm.